Vườn lê VH6 này đã 12 năm tuổi. Năm 2009, anh Tẩn Sài Lù được hỗ trợ cây giống từ chương trình 135 và đã trồng chăm sóc đúng kỹ thuật. Vụ trước, dù gặp mưa đá, đúng kỳ quả non nên đã bị rụng nhiều, nhưng 300 gốc lê này vẫn cho gia đình anh Lù nguồn thu khoảng 120 triệu đồng. Nhận thấy giá trị cao mà cây lê mang lại, năm nay gia đình anh vừa quyết định đầu tư lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt. Nhà nước không đầu tư cho thì mình cũng phải tự làm. Đất nó không đủ ẩm thì cây nó không sai, quả nó là không đủ phân hữu cơ các loại chọn điều vào. Thì mình cuốc xuống 20 phân, xong là bón, xong quen, xong là lấy nước tưới vào cho nó ăn đủ dinh dưỡng, ăn trong cây nó mới tốt được hiệu quả. Khi trồng lê VH6, nông dân xã Nậm Pung được tư vấn hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật canh tác rất bài bản. Đơn giản nhất là việc vin cành tạo tán cho từng cây đơn lẻ như thế này, cho đến việc đầu tư làm khung giàn cố định hay hệ thống tưới tự động cho vườn lê. Nhà mình có chăm sóc là do bỏng ạ. Theo dõi cây nào mà nó xấu thì mình bỏ bớt đi ạ. Ngày trước thì không có, nhưng mà bây giờ nhà nào hầu như là cũng có. Ít nhất phải 200 cây ạ. Phải bón phân, cắt cành đúng thời điểm. Lúc mà có hoa thì tuyệt đối mình không được tưới nước thì nó sẽ rụng hoa và không có quả luôn. Toàn bộ diện tích trồng lê VH6 của xã Nậm Pung trước đây là đất trồng ngô. Việc chuyển sang trồng lê đã giúp bà con nông dân có thu nhập cao hơn cả chục lần so với canh tác cây trồng truyền thống. Trồng cây ăn quả ôn đới như cây lê VH6, bà con nông dân chỉ phải trồng một lần nhưng cho thu hoạch đến vài chục năm. Đây chính là cơ sở để địa phương tiếp tục quy hoạch mở rộng diện tích ở những thôn có khí hậu phù hợp. Hiện nay thì qua quá trình rà soát đất thì ở khu Kiêu Chu Phìn 2 nữa, đấy còn nó có khoảng 100 ha đất quy hoạch, có thể đất quy hoạch để trồng lê được. Phối hợp với phòng nông nghiệp và trung tâm kỹ thuật để tiếp tục hướng dẫn cho bà con nhân dân để thực hiện. Hầu như là 90% là các hộ dân là cũng có thể tiếp cận đến với cái cây lê này. Vào khoảng đầu tháng 7, những diện tích lê này sẽ vào vụ thu hoạch. Tại thời điểm này, bà con đang bọc quả và tỉa bớt những trái lê không đảm bảo chất lượng để cây dồn dinh dưỡng cho ra những quả đẹp, đạt chất lượng cao và giá bán được hơn.